có một cái bờm khá là nhiều lông luôn, và trên đầu nó sẽ có là hai cái đám mây ha, dưới chân nó là một cái mặt đất bằng phẳng. Thì mình sẽ tô màu phối màu cho những cái này và chuyển dẫn mọi người tô. Tiên mình tô màu xanh dương, nó sơ xanh lợt đi ha, mình tô màu xanh lợt cho nhìn cho nó dễ thương cho đẹp. Đó, quay qua nha, bắt đầu tô một màu xanh dương lợt. Để này để đâu mày? Vậy để gọn ở đi, hồi hỏi chị á. Gấp cho tôi cho đều nha. Mở cái hộp nó ra rồi để lấy móp ra rồi chỉnh tôi ngắn đâu. Để sao cho gọn nha. Đó, mình sẽ tô cho đều nha. Quay qua tiếp tục tô nha. Tiên mình tô màu tiên. Ok em nha. Đó. Mình sẽ tô một kem này cho nó đều và nó đậm màu nha. Đó, tô đều các bạn ơi. Em cơ làm mà khi tôi đều tô đều nha. Xong rồi mình sẽ tô là màu vàng này nha. Đó, tô đều nè. Mình sẽ tô cho nó đều. Tô đều nha các bạn. Màu vàng. Tiếp theo mình tô mặt đất là màu xanh đi. Xanh này. Đó, bắt đầu tô nha. Đó, mình đang tô một màu xanh lá lợt nha, không có đậm cho lắm. Tôi cho đều nè.
Có điều nha. Cỡ 3 phút nữa mình mới xong. Ông đó lâu thế. Em ảnh tay lên nó bị gì á, như bụi mắt giống mẹ đó. Tiếp tục đồ đặn thêm một lớp nữa nha. Tiếp theo nữa mình tô mà xin dương cho cái bầu trời. Đó đều nha. Cứ đỡ thôi là sẽ xong, sắp xong rồi nha. Đã tô xong bức tranh là con sư tử ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn ở những tập tô tranh tiếp theo của mình nha. Bye bye.